Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam chính thức ra quyết định cách ly y tế toàn bộ thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân trong 28 ngày kể từ 17 giờ chiều 29 tháng 4. Ngoài những trường hợp được xác định là F1 của ca bệnh, được thực hiện cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam, những trường hợp F2 và nhân dân trong thôn phải nghiêm túc thực hiện cách ly tại nhà, với tinh thần nhà ai ở nhà đó, không gặp gỡ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam giao Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Lý Nhân chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly nói trên, thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội, các nhu cầu thiết yếu của người dân vùng cách ly và lực lượng liên quan làm nhiệm vụ tại địa bàn trong thời gian thực hiện cách ly, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Xã Đạo Lý đã thành lập 4 chốt kiểm dịch COVID-19 và một hàng rào cứng cố định, duy trì lực lượng trực nhiệm vụ 24/24 giờ. Hiện người dân trong thôn Quan Nhân chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của các cấp, tự giác khai báo y tế, hợp tác truy vết, điều tra dịch tễ với các lực lượng chức năng.